À đây 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 đây, bấm vô cái này chứ. Ờ à, đúng rồi. Đây. Ga sẽ đổi thành Vami. Đó, set. Trời! Trời! Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Penguins Up. Thì trong game này á, đây, như mọi người thấy, đây là cái hình dáng thật. Nếu như mà Roblox có cái hình dáng cơ thể của con người đấy. Đó, à, mọi người thấy không? Nhìn cơ bắp ghê không? Mà nhìn nó cũng tột đúng mọi người. Cái body này mà gắn nguyên cái đầu chút xíu thì nhìn nó hơi kỳ kỳ. Nè, mọi người thấy không? Nhìn nó đúng tột luôn, nè thanh niên cái... Trời đậu phộng, tôi chưa kịp làm gì luôn á. Rồi, khi mà mọi người vô game á, mọi người sẽ bấm vô mấy cái này nè, premium bonus thì sẽ được nhận cái nếu như mà tài khoản của mọi người là premium thì sẽ được nhận, còn không thì cứ join group vô là sẽ được nhận 35 cái trái bơm này. Đấy. 35 cái trái bơm và mình sẽ mang vô. À hả? Kia đang có sẵn rồi. Còn mấy này là mấy cái ability nè. Thì Kia có thể mua thêm bằng cách là sử dụng game. Mà game này kiếm được á là bằng cách là phá nhà nha mọi người. Ví dụ như đây Kia phá một căn nhà thử nha. À, ở đây là tất cả là hầu như là mọi người bị biến dạng nha mọi người. À, từ cơ thể Roblox biến thành cơ thể người là nhờ vô một cái thiên thạch nó rơi từ trên rơi xuống. À, ở đây hình như chưa có thiên thạch mọi người. Để khi nào có thiên thạch đi rồi tôi chỉ tiếp. À, rồi, thì nhiệm vụ của cái game này á là mình chỉ cần mình đi phá hủy mấy căn nhà này là được. Mọi người thấy không? Đi phá hủy là được nè. Đấy. Đó, đi phá hủy là được nha. Đấy, mọi người thấy không? Trời ơi, mấy thanh niên này đi quánh nhau nữa còn sợ thiệt luôn á chứ. Đây. Ném 10 NPC là mình sẽ được nhận 500 tiền. Ơi ném 10 NPC nè, NPC nè mọi người. Ném nè, quăng, đó. Ở đây thì nó cũng sẽ có cái nhiệm vụ là, ở đây sẽ có vài cái nhiệm vụ là ném 5, đánh 5 NPC với cái củ lạnh nè. Ném 10 NPC, ném 10 vật dụng vào trong cái hố chứ. À đúng rồi, ném 10 vật dụng vào trong cái hố. Rồi phá hủy 1000 cái gì á. À, 1000 viên gạch, đã phá hủy 1000 viên gạch nha. Đấy. Bây giờ cô cũng dám đứng lại luôn mọi người. Nó kêu phá hủy 1000 viên gạch với cục gạch đúng không? Trời. Cái này chắc dễ mà. Bây giờ bơm tôi nhiều lắm mọi người. Đấy, bơm tôi đúng nhiều luôn. Thanh niên nào lạng quạng vô đây cho ăn bơm hết à. Bùm. Đây luôn. Mà sao nãy giờ chưa thấy ấy ẩu nữa. À đây 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 thiên thạch đây, thiên thạch đây mọi người. Đó. Khi mà phá xong cái thiên thạch đó là mình sẽ được nhận khá là nhiều tiền nha. Khá là nhiều vật dụng. Đây, bây giờ tôi sẽ đi vô cái thiên thạch này để mà tôi đập. Trời đất ơi. Rồi, đập nè, đó, bắt đầu đập. Đập là đập cái thiên thạch này nè, đấy. Đó, mọi người thấy không, bể thiên thạch kìa. Đó, thiên thạch nó bể kìa. Ui cha. Lụm đồ vô. Thiên thạch bể là đồ nó rất nhiều lắm. Đấy, mọi người thấy chưa. Cái thiên thạch này nó rơi xuống ngoài việc là nó biến dạng con người nè, đó, nó biến dạng mình, nó biến dạng mọi người và nó còn cho thêm đồ nữa mọi người, sướng không? Quá sướng. Gì chứ bơm tôi nhiều lắm mọi người. Bonus thoải mái luôn. Đấy, rồi, để coi được 1000 chưa? Chưa được rồi mọi người, sắp đủ 1000 rồi. Trời cái coi. Đấy. Phải kiếm cho đủ 10.000 chứ đúng không? Kiếm đủ 10.000. Ai cha. Đó lì. À thôi, tự nhiên kiếm chi cho khổ, tôi có tiền mà tôi mua cho rồi. Game Pass có 70 Robux chứ nhiêu. Đó, mua một phát. Có tiền rồi đúng không? Đây. Đó. Trời, trời. Mọi người thấy tôi chưa? Trời. Đồ hoài. Đó. Lại đây. Ơi. Ngộ nha. Lại đây. Ơi. Ngộ nha. À được rồi nè, được rồi nè. À được rồi nè, đấy, đúng rồi, phải như thế. Mackin. Ủa không biết làm gì sao lên tiền được ta. Thôi, bây giờ chắc là tôi sẽ làm nhiệm vụ này đi. Đây, xách cái bộ đồ nè, xách mấy cái nhà. Đấy, phá nhà xong xách mấy cái đồ này đem đi dùng. Đây, xách ghế được rồi. Đó, mọi người không thấy cái hố không? Đó, bây giờ cái anh ném đủ 10 cái vô để mà lên để mà nhận được tiền chứ làm nhiệm vụ nè. Đấy. Trời nè. Góc siêu cao nha. Trời. Đấy. Vô hố liền. Trời đùa hoài. Trời là phải dính chứ. À ở đây nó có một cái trái bơm. Để thử coi trái bơm này bơm gì đây. Ui. Trời. Bơm gì khiếp vậy.
Rồi bơm chọi cái hết hồn luôn á. Oh my god. Rồi bơm chọi xong cái nhà nát bấy luôn mọi người. Mất hết đồ luôn. Có cái nhà gì chọi phát mất hết đồ luôn, không còn gì luôn á. Rồi ok, lấy đồ tiếp thôi. Đây, số 2, lụm được cái... đây, cái này là cái tủ lạnh nè. Đó. Nhưng mà bây giờ khi mà lụm tủ lạnh rồi thì Kia lại đánh không được nha. Có nghĩa là lụm tủ lạnh rồi thì đánh không được. Nó cay gì đó. Đây. Không biết Colette lụm được không ta? Chắc là Colette lụm được. Để đập nhà qua lụm Colette á. Đó, Colette lụm được, ngon nè. Khi mà bấm số 1 nè, cái nó thả xuống nè. Ê, chả hiểu. Đây, rồi, ok. Đấy, rồi, được 4 cái rồi đúng không? Bây giờ chỉ cần đi chọi thêm 6 cái nữa là được 10.000, được 1.000 tiền. Nhưng mà 1.000 tiền này cũng đâu mua được gì nữa đâu. Tại vì skill 10.000 là tôi mua... À, quên. Mấy cái đó là Kia có thể mua được những cái thứ này. Đấy, những cái thứ như thế này này. 1.000 tiền là một cái trái bom Black Hole. Còn mấy cái quả lựu đạn như thế này thì nó rẻ hơn. Đấy, ví dụ như mấy quả lựu đạn nè, tôi có thể mua được thoải mái luôn. Đấy, nhưng mà thôi cứ từ để đi vô nhà người ta là lụm hết mấy cái món đồ này đã. Ủa đâu rồi? Rồi, ok, đủ rồi. Ơi, sao lại chọi? Ủa, tivi đâu? Ủa, tivi chưa thấy luôn á. Thiệt tình. Đây, tivi bên này. Bây giờ không biết chọn người vô nó có tính không ta? Đây, chọn người vô thử nha. Chọi nè. Ừ, rồi, rớt rồi, nhưng mà nó không lên. Chọn rồi đó, mà nó không lên. Cay vái. Ơ, gặp thanh niên núp mà có cơ bắp nhìn nó cục quá. Nhìn đúng tông luôn. Rồi, ấy chà, thanh niên nào chọi vậy? Trời ơi, chọi mà dính ghê thiệt chứ. Đây, ở trong nhà này còn món đồ nữa nè, để cô đi vô đây cô lụm thêm. Cái tủ, cái giường. Tủ giường lụm không được, tủ lụm. À, tủ lụm được, ngon. Đây, chọi nè. Chọi vô. Rớt, đẩy 6 cái liền. Thôi, đùa hoài. À, cái này đứng bậy nè, đứng gần là chết. Tôi quên mất, tự nhiên cô chọi bơm, cô đứng gần. Tào lao ghê. Ê, cho xin cái giường. Ok, cho xin cái giường nha. Chọi vô nè, đấy. Vô. Yeah, 7 cái rồi. Còn cái nào nữa? Đây, tivi đây. Lụm cái tivi đã rồi kính tiếp. Chọi vô nè. 8 cái, ngon lành. Ây da. Mấy thanh niên này, ngộ thiệt chứ. Còn nhà này còn gì nữa ta? À, nhà này còn cái ghế. Cái giường, không lụm được. Ủa ghế dưới giường này lụm không được mọi người. Thích thì lụm được. À đây collect là lụm được. Ấy da. Đậu phộng. Ơ, collect lụm cũng không được luôn. Ơ, ngộ vậy. Hay là phải đánh phải đánh cho nó rớt ra khỏi cái vị trí đó thì mình mới lụm được đúng không? Không lụm được luôn nè. Ơ. Hay là cái ghế này lụm được cũng không được luôn. Ở nhà này vô duyên nhỉ. Nhà gì không xài được dưới chân. Đây, hên quá có thanh niên nào làm rớt cái giường. Mọi người không, cầm cái giường, cầm mà chọi như thánh luôn á. Có nghĩa là khi mà bị dính cái này là cơ thể cực kỳ khỏe. Rồi, sắp nhận được nhiệm vụ. Ây da, ui, rớt. À, xong, lên được 8.000. 8.000 này tôi sẽ mua trái bơm. Giờ bà kêu để bà để dành vô. À, không, 5.000 là mua được. Ừ đúng rồi, 5.000 là có kit nè. Ừ, đây đúng rồi, có cái kit nè. À, đá cái nè, bẹt. Đá mà phải dừng lại nữa hả? Thư cấu vừa thôi chứ. Nè, mọi người coi đá nè. Đá có gồng nha. Đá không bể luôn. Ờ, bể nè. Thích thì bể, còn không thì thôi à. Ngộ vậy. À, mọi người thấy đá chứ. Thiệt chán đời đi chứ. À, mua trái bơm đi ha. Kia sẽ mua trái bơm. Đấy. 5.000, giờ cô đang có 1.000 mấy. Thôi cô mua một cái mấy chục trái luôn cũng được nữa mà. Đây, trái bơm đây. Đó, giờ tao hồ trọi. Mua bơm được rồi, mọi người nhớ nha. Skill kích đừng mua. Kích đừng mua, mua chán lắm đừng mua. Mua là mình hẳn mua mấy cái nào mà nó xài được. Ví dụ như là để dành hẳn 10.000 mua luôn. Đây, kêu 10.000 đây. Đó, gồng nè. Coi gồng nè, đó. Ủa da, trái bơm thanh niên nào vậy? Gồng nè, đó. Nổ nè, bùm. Đó, thấy chưa, nát nhà liền. Nổ một phát là nát nhà liền. Đấy. Vô nè, nổ nè.
đùng, trời ơi, nó banh cái nhà toàn ngày. Còn gì nữa không? À quên, còn một cái nữa mọi người. Đây, Kia sẽ bấm vô, Kia sẽ mua cái Game Pass này. Kia có thể thay đổi được cái hình dáng của những cái nhân vật khác mà mình biết tên nha. Ví dụ như bây giờ tôi muốn thay đổi thành ở đâu ra ta? Bấm vô đâu để thay đổi nha. Home, Equip, ở đâu ta? Quên rồi. À đây 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 đây, bấm vô cái này chứ. Ờ à, đúng rồi, đây. Kia sẽ đổi thành Vami. Đó, set. Trời, trời. Tôi đổi thành Vami ra. Cái khủng khiếp thiệt chứ. Đừng nói chút nữa vô có người chào anh Vami cái chết tôi luôn. Mọi người coi là hai mái, anh hai mái mà được cái đầu như thế này thì ngon bá cháy rồi đúng không? Rồi tiếp. À ai nữa ta? À Bảo Mập đúng không? Hắc Quốc Bảo Mập đúng rồi. Hắc Quốc Bảo Mập. Set. Ê chà. Cái gì vậy trời? Ta. Có đầu không? Có đầu, có đầu, có đầu không? Có đầu. À không có râu mọi người. Mà cái nơ nó lên cái cần cổ luôn rồi. Không, Bảo Mập này giờ nó không còn gọi là Bảo Mập nữa mà gọi là Bảo Đô. Đấy. Bảo này, cái này gọi là Bảo Đô nha mọi người chứ không gọi là Bảo Mập đâu. Đấy, đây gọi là Bảo Đô. À. Tuyệt là khủng khiếp. Ai chà. Đấy. Bây giờ tôi đi vô đây mà cứ kêu má, có mấy thanh niên nào mà kêu chào anh Bảo Mập kêu là tôi cười chảy nước mắt luôn đấy chứ chẳng đùa. À, trốn rồi, tôi đi trốn rồi. À đây, để thử coi đá thanh niên này có đá được không nha. Ây cha. À đá được nè, ngon. Đá được. Đúng rồi, đá được mà. Còn cầm thanh niên này chọi đi, cầm người thì không chọi được nha. Đó. À, có ai nhận ra tôi không? Có ai nhận ra tôi không? Tôi nè, có ai nhận ra tôi không? Chắc không ai nhận ra đâu nha. Thấy là dí theo chứ còn không biết đây là tôi đâu. Tại vì nó đâu hiển thị ra tên. Đùng rồi. Toàn nghi. À, biến hành à, biến hành Bảo Mập đã không? Que anh kia liền trong khi là tôi là biến hành à, Bảo Mập rồi. Làm sao mà biết được tôi được. Ai à, ở trong này nó có căn nhà. Để vô cái này chọi thử coi. Đùng. Trời, chọi được luôn mọi người. Nhưng mà làm sao để mà tôi có thể leo lên được trên này mà tôi không cần phải mua skill 50.000 ta? Chưa có cách nha. Ở chỗ này thì thật sự là chưa có cách. À. Chỗ này là chưa có cách đâu. À quên, tự nhiên. Thôi kệ, để skin Bảo Mập leo lên cũng được đi. Kệ, nó có cái chuối, nhiều khi cái chuối nó ổn ổn sao ấy. Nè, nhảy lên nè. Ây da, không lên được. Hừ, không lên được. À, thử gồng lên cái thử coi. Hư, không được luôn. Sao ta? Không được luôn. Phải có cách nào để mình leo lên được ta? Tại hồi nãy rõ ràng là mình có nhảy lên được 2 nấc. Không được rồi. Tại vì trên này nó sẽ có cái giống như là cái tòa lâu đài ấy. Khi mà Kia lên được trên đó thì chắc là tiền nó sẽ kiếm được nhiều hơn. Nhưng mà giờ thì không lên được. Úi xời. Mấy thanh niên này giờ lo dí nhau nhìn như đam. nhìn hai ông. Ôi! Ôi! Ui! Ui! Tôi đang cần cái này. Đúng rồi. Tôi đang cần cái này. Đấy, chính xác, đập liền. Đây. Đó, mọi người thấy không? Tôi mà đập bể cái này là tôi sẽ nhận được khá là nhiều đồ. Trời! Trời! Lậm liền cho tôi, lậm liền. Lụm liền. Ôi thanh niên này đâu ra mà vô lụm ngon vậy? Vãi nồi, đâu ra mà vô lụm ngon vậy? Ôi, nhiều đồ tôi lụm hết trơn luôn, chán ghê. Ừ, ok. Đây. Đó, mọi người thấy không? Lên được thêm một mớ nữa nè. Cộng thêm hai cái generator. Rồi ở đây có trái bơm của ai không chịu xài nè. Đó, Renet là lên được 47 nè. Này số 5 thì chưa có cái nào hết. Số 4 thì số 4 là cái black hole. Hố đen. Đó. Ấy, nó hút vô hết luôn và nó chỉ có nhả cái gì ra cho tôi thôi chứ còn lại là nó hút hết. Đấy. Quá ngon. Rồi, thì ok. Thôi để cô trả lại hình dáng cũ đi chứ.
Đâu, đâu thử thằng 5 cool thử coi. 5 cool nha mọi người. Xếp cái nè. Uầy, trời. Thử tưởng tượng cái 4 người mà nó như thế này. Như thế nào vậy? Nè mọi người coi nè. Cái cánh đúng bự luôn. Ủa thầy, ê, nhận ra được không? Nhận ra không? Nhận ra đây là ai không? Nhận ra không? Chắc không nhận ra đâu nha. Chắc không nhận ra đây là tôi đâu. Rồi thì ok, thì Kia sẽ dừng video này cả đi thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye mọi người.